Dạ em xin chào tất cả các bác nhé. Trong clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình những con dao chuyên dùng trong nhà bếp này. Hôm nay thì em có lên 8 con dao chuyên sử dụng trong gia đình, sử dụng để làm bếp này. Ở đây thì em có cả dao chặt xương, chặt gà vịt, có cả dao thái, thái bé này. Và có 3 con nhà em rèn từ thép trắng không rỉ này. Dạ, những con dao bếp thì hầu như là gia đình nào cũng có, gia đình nào cũng dùng, không có gia đình nào là không dùng những cái con dao bếp cả. Sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu cả nhà mình theo dõi cùng em nhé. Cả nhà mình ưng ý cái con nào thì cả nhà mình liên hệ đến em để đặt hàng nhé. Đầu tiên em xin giới thiệu đến cho cả nhà mình con dao chặt xương. Con dao số 1 là con dao chuyên chặt xương. Cái này mình sử dụng để chặt xương to, xương ống, chân giò này. Dạ. Kích thước lưới dài vào 25, bản rộng vào khoảng 8,3 đến 8,5. Sống dao dày 5 ly, hàng từ nhíp. Cái này thì là bản đen truyền thống này. Ở mũi dao nhà em có khoan một cái lỗ, cả nhà mình có thể treo dao vào đây. Cán này thì là dài 13, cán cẩm được tán chốt 2 đinh nhôm và khâu này là khâu đồng. Em xin nói với các bác là ở đây thì em có lên làm có mấy con là em đang lấy cái hàng của khách sỉ, tức là sỉ bên sỉ người ta gửi cái dấu về để cho em đóng xuống này. Đây là Hoài Phúc Sen, nhưng mà người này không phải là người Phúc Sen cả nhà nhé. Đây là khách sỉ của nhà em ở vùng Tây Bắc đấy ạ. Đây là còn con dấu của nhà em là con dấu chữ TN. Hôm nay thì em lấy cái con này lên làm mẫu, nhưng mà khi nào hàng đến gửi đến các bác thì sẽ là có chữ TN và khâu đồng, chốt đều là đồng cả nhà nhé, chứ không phải là chốt inox rồi đây đâu ạ. Em chỉ lấy lên để làm mẫu giới thiệu để các bác, các bác ưng ý có nhu cầu mua sử dụng thì các bác liên hệ đến em nhé. Dạ, chất lượng thì các bác cứ yên tâm cả nhà nhé. Cái này nặng cỡ 800 đến 850 gram, chuyên chặt xương to, xương ống, chân giò. Bản này thì mình sử dụng trong gia đình, chị em phụ nữ cầm chặt thì khá là vừa tay, khá là hợp lý. Nếu mà các bác nào tay to muốn sử dụng con dao chặt nặng và đầm tay hơn thì các bác có thể đặt riêng. Em sẽ làm tăng độ dày và tăng cái chiều dài lên thì cái con dao của nó sẽ nặng hơn. Nhưng mà đối với chị em phụ nữ thì cầm cái con dao như thế này thì khá là vừa tay rồi. Đây, nặng 800 đến 850 gram, chặt xương to, xương ống, chân giò. Giá 300.000 đồng cả nhà nhá, 300.000 đồng một con bao ship. Cả nhà mình mua từ 2 con trở lên thì cả nhà mình sẽ được giảm 10.000 trên một sản phẩm và được bao ship toàn quốc ạ. Em sang con dao thứ hai, chặt gà thì chặt xương thì sẽ đến con dao chặt gà này. Cái này nhà em thành từ nhíp, đánh chống dính cả hai mặt. Lưỡi dài vào 23, bản rộng 8,3, sống dày 3 ly, chuyên chặt gà, chặt vịt, chặt sườn. Đã. Mình có thể thái được, nhưng mà thái hơi khó bởi vì cái lưỡi này thì nhà em thiết kế kiểu đa năng, có thể chặt được mà cũng thái được này. Đây là con dấu của sỉ của nhà em, chứ không phải là em nhập đâu cả nhà nhé, em đổ sỉ đấy ạ. Đây em đổ sỉ đi khắp cả nước, nên là những cái dòng dao của nhà em thì đi sỉ đi khắp cả nước rất là nhiều. Đây. Cái này thì nặng cỡ 500 đến 550 gram. Đã, một mặt đồng trồng dính, một mặt mài nhám này. Thì khâu này thì cũng là khâu đồng, còn chốt này cũng là chốt nhôm cao cấp, cán cũng dài 13. Đã. Cái này thì giá là 200 ạ, 280.000 đồng một sao chặt gà vịt ạ. Em sang con dao thứ 3 này, chặt gà vịt thì sẽ đến chặt thái, sẽ đến dao thái này. Cái dao thái này thì mình chuyên sử dụng để cắt thái thịt thôi, không chặt được cả nhà nhá, chỉ để thái thịt, thái rau, thái củ thôi. Lưỡi dài 21, bản rộng 6,5, một mặt đánh chồng dính bằng một mặt mài nhám này, và có kèm con dấu đây, dấu của khách sỉ của nhà em, còn dấu của logo của nhà em thì là chữ TN đấy ạ. Đây, cái này nặng cỡ 300 đến 350 gram. Cái này không chặt được cả nhà nhé, chặt thì lưới sẽ bị mẻ đấy ạ. Dao nào công năng đấy cả nhà nhé. Giá 250.000 đồng một con dao thái này. Tiếp theo em sang con dao thứ tư là cây dao để ba thái này, mình sử dụng để cắt thái thịt hay là lọc được này. Cái này thì cây này là cây cán ốp, lưới dài vào 21, bản rộng vào khoảng 6, gần 6 cả nhà nhé. Một mặt đánh chồng dính vào một mặt mài nhám, và có kèm con dấu chữ TN là logo của xưởng rèn nhà em này. Cán ốp gỗ cẩm chỉ cả nhà nhé. Đây ạ, thiết kế kiểu đất trúc. Cái này giá 280.000 đồng ạ. Đây, em sang con dao thứ 5 là con dao thái bé này. Cái này mình sử dụng để cắt thái còn bổ hoa quả rất là tiện này. Đây, đã.
Lưỡi dài vào 20, bản rộng vào khoảng 5, sống dày 1,5 ly. Đánh trồng dí một mặt và một mặt mài nhám này. Cá này dài 11, từ 8 chốt 1, đinh đồng và có khâu đồng ở đây. Các bác cứ yên tâm một điều là khi nào hàng đến thì sẽ có chữ TN và khâu đồng và đều là chốt đồng hết cả nhà nhé. Do là hiện tại em đang lấy hàng xỉ về làm mẫu, bởi vì em đang chuẩn bị gói hàng nên là nhân tiện thì em cũng lấy lên để quay giới thiệu đến chất cho tất cả các bác luôn ạ. Ở đây thì em có lên là 5 con dao sử dụng cho là bếp rèn từ hiếp xe. Hiếp xe thì trong quá trình sử dụng thì giữ được độ sắc và độ bén rất là lâu, nhưng mà có nhược điểm là dễ bị han thỉ. Cả nhà mình nhớ là bảo quản dầu thường xuyên cho em nhé. Dao nào thì công năng đấy thôi. Chặt xương thì có dao chặt xương, các bác chặt gà thì có dao chặt gà, các bác sử dụng để thái thì có dao thái này, có thể dao thái lọc này, hoặc là còn bộ hoa quả để có dao thái bé này, ở vị trí số 5. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu 3 con dao thép trắng, nhà em thành từ thép trắng không rỉ gắn ốp cả nhà nhé. Một con đầu tiên, cái này thì em sẽ đo cho các bác tham khảo nhé. Hiện tại em đang có sẵn mấy con như thế này. Đã lưới dài vào khoảng 18,5, lưới dài 18,5, bản rộng vào khoảng 5,5, sống dày 1,5 ly, cán ốp 8 chốt 3 đinh đồng và cũng có chữ TN là logo của sưởng rèn nhà em in hẳn xuống rất là sâu. Ba con này thì em sẽ để đồng giá là 300.000 đồng một con. Thép trắng không rỉ, gia công khó, nguyên vật liệu đắt nên là giá sẽ đắt hơn. Đây ạ, 300.000 đồng chuyên thái thịt, gọt bổ hoa quả này. Thép trắng không rỉ trong quá trình sử dụng thì không lo bị rỉ nên là cả nhà mình cứ yên tâm nhé. Lúc nào cũng sáng bóc sạch sẽ như thế này. Mình sử dụng để cắt thái thịt chín này rất là tiện. Đây, em sang con dao số 7 này. Số 7 thì cái này lưỡi dài hơn, lưỡi dài vào 20,5. Bản chỗ rộng nhất này thì vào khoảng 5,5. Chỗ gần cá này thì vào khoảng 4,5, sống dày 1,5 ly, cán ốp 8 chốt 3 đinh đồng. Cá này dài 13 cả nhà nhá, 13 đến 14 đấy ạ. Ở lưng dao ở đây thì có vòng này, ở phần gần mũi thì có mài vát xuống này, mình sử dụng để cắt thái lọc rất là dễ dàng. Thái thịt chín này, còn bộ hoa quả lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm nên cả mình không lo phần bảo quản cả nhà nhá. Mình có thể sử dụng xong mình có thể quăng bỏ đấy, hôm sau mình vệ sinh dao cũng không vấn đề gì. Không như cái nhíp xe, nhíp xe thì mình chỉ cần để qua đêm thì nó sẽ ố vàng hết đấy ạ. Nên là khâu bảo quản ở nhíp xe thì nó sẽ khó hơn một chút, nhưng mà về độ sắc bén thì nó sẽ lại có ưu thế hơn đấy ạ. Đối với em thì sử dụng những cái dòng thép trắng này rất là sướng đấy ạ. Dùng thì nó không bị han thỉ này, mình vệ sinh dao sẽ dễ dàng hơn này đấy ạ. Đầu giá 300.000 đồng đã. Em sang con dao số 8 này. Số 8 thì lưỡi dài, em lại cầm thước ngược, lưỡi dài vào 20, chỗ rộng nhất này vào khoảng 5,5, còn gần mũi này thì sẽ thu hẹp lại còn 4 cả nhà nhé. Còn khoảng 4 ạ, em đo cái thước này thì nó sẽ không chính xác bằng cái thước kẹp. Phần mũi thì em có mài cắt chéo xuống này. Đây, cũng dày 1,5 ly, trên thái thịt gọt cắt bổ hoa quả rất là tiện, sạch sẽ sáng bóng tinh tươm. Cá này dài 13 đến 14 cả nhà nhá. Đây ạ. 8 chốt 3 đinh đồng, ốp búa cẩm chỉ đã rất là đẹp. 300.000 đồng một con bao ship ạ. Cả nhà mình mua từ 2 con thì sẽ được giảm 10.000 trên một sản phẩm và sẽ được miễn phí ship toàn quốc cả nhà nhá. Đây, em mời cả nhà mình ngắm lại này. Đây, có chặt xương, chặt gà, dao thái, thái bé này, có cả dao thép trắng không rỉ này. Cả nhà mình xem video ưng ý con hàng, cả nhà mình có nhu cầu mua sử dụng dao thì cả nhà mình liên hệ đến em nhé. Số điện thoại của em có ghi đầy đủ ở trên bảng gỗ này. Cả nhà mình có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là kết nối Zalo với em theo số điện thoại 0344210967 cả nhà nhé. Đây ạ. Nhà em có nhận đặt hàng theo yêu cầu, cả nhà mình có nhu cầu đặt hàng theo theo mẫu này hay là theo bản vẽ thì cả nhà mình chụp ảnh màn hình lấy kích thước, đo kích thước của con dao xong rồi gửi qua Zalo để em tham khảo. Nếu mà em làm được thì em sẽ nhận và rèn cho tất cả các bác nhá. Đây ạ, em mời cả nhà mình xem ngắm lại này. Các bác ưng cần dao bếp hay là dao đi rừng thì các bác cứ ủng hộ em thật là nhiệt tình nhá. Hàng đến thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nên là các bác cứ yên tâm nhá. Trong quá trình sử dụng thì hàng nhà em có bảo hành. Trong vòng 1 tháng thì các bác sẽ được đổi trả miễn phí. Sau 1 tháng thì em sẽ mài lại miễn phí. Thời gian mài lại miễn phí cho tất cả các bác thì em sẽ không giới hạn. Nên là cả nhà mình cứ hãy yên tâm nhá. Đây, sưởng rèn của nhà em là
xưởng rèn Lương Văn Công. Địa chỉ của xưởng rèn nhà em thì nằm ở bản Park Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Chỗ em ở là làng nghề, làng du lịch cộng đồng đấy ạ. Cả nhà mình có dịp lên Cao Bằng chơi thì cả nhà mình ghé qua Phúc Sen thì đi qua vào làng du lịch, làng cộng đồng vào tham quan, xong rồi có nhu cầu mua dao thì cả nhà mình ghé qua để ủng hộ em nhé. Từ quốc lộ 3 đi vào nhà em thì chỉ mất vào khoảng 500m thôi. Dạ. Vâng, em cảm ơn cả nhà mình ạ. Em xin dừng lại video. Em xin chúc tất cả các bác lựa chọn được những con hàng thật là ưng ý này, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Cả nhà mình nhớ là ủng hộ em thật là nhiệt tình nhá. Dạ, em xin chào tạm biệt ạ.